một sớm mai yên ả và thật bình thường. Mình đã thấy mối giác quyền như mặt trời khắp đất. Bình minh người ta đời sống bên cạnh thương ngoài, rằng vẻ của nữ nàng đang đông tay. Phần thứ nhất, bình minh Hội An. It's a peaceful element. The first sunbeams hit the boat-shaped leaves. Hội An Old Town appears in its prints. 500 years of east-west cultural interchanges have passed. Đứng đây nè. Gà đó người ta bắt á. Bỏ đi vô. Họ kiếm thùng rác bỏ không? Cái sử dụng đó không? Bà đã dặn rồi. Xì không đi xuống. Đi xuống người ta bắt đó xì. Xì. Muốn hành trợ xì. Ra ngoài ở cảnh tới ngày mình cũng ra. Bộ vô ba thôi. Nhìn nhìn đây nè. Mấy cô đi chợ đi, nhìn mấy cô đi chợ rồi. Nhìn mấy cô đi chợ rồi. Kéo nè, cảm ơn. Trên đường phố xưa, phố xưa xa vừa, chỉ còn có một vòng phố thật sâu kín. Nhã rồi ba. Mộng trào lên sức mạnh từ một cảnh sát phố thị đồng vị của một nghệ sĩ này là sao không nhai đâu không nhai không nhai chậm nha kìa coi chú bắn chiếu rồi. Để đi ra trước kìa ông cưới rồi. Vậy sao con vô chú gãy rồi mày. Thôi xì. Mua cà gót về cho nó. Sự tĩnh lặng như vật thất lưu động một thời gian.
sound is tranquil, as if time is standing still. The bustle of nighttime is quiet. The tranquility of nighttime in Hoi An. Giò ngắn mà đưa ra kìa.